Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, năm 2021 vừa qua, những gia chủ tuổi Tý đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Những gia chủ tuổi Tý là một trong những con giáp được ông trời ưu ái, ban cho phúc lộc giàu sang. Trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời, nhưng họ không vì thế mà mất đi niềm tin về cuộc sống. Bước sang năm mới 2022 Nhâm Dần, những gia chủ tuổi Tý lại càng được ưu ái hơn, hưởng chọn lộc trời, giàu sang chạm nóc. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ luận giải cùng quý vị về vận mệnh của những gia chủ tuổi Tý trong năm 2022 Nhâm Dần tháng 10 âm lịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Tý trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, công việc làm ăn của các gia chủ tuổi Tý có phần khởi sắc hơn nhiều so với những tháng trước. Do gặp được quý nhân vận vượng nên mọi công việc, vấn đề khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có quý nhân tăng phần phúc khí. Các mối quan hệ xã giao hài hòa có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm. Theo tử vi năm 2022 của người tuổi Tý thì thời điểm này cũng rất thích hợp để mở rộng làm ăn, buôn bán thêm phần thuận lợi. Gia chủ có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn. Ban đầu có thể là tay ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng. Tuy nhiên, cần đề phòng có tiểu nhân quấy phá, đâm chọc sau lưng, làm bất cứ việc gì đều phải cẩn thận, kẻo gặp bất lợi khôn lường. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về phương diện tài chính của quý gia chủ tuổi Tý trong tháng này được dự đoán khởi sắc, nếu gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Người làm công ăn lương thu nhập ổn hơn nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu, người kinh doanh buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập trong tháng vẫn rất tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai. Tuy vậy, tiền làm ra nhiều nhưng chi tiêu cũng không ít, tiêu hao nhiều cho bản thân và gia đình. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tiền tích lũy cho những trường hợp cần thiết, tránh trường hợp khi cần lại không có. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân thân Tý Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng cũng được quý nhân, thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. So với năm ngoái, sức khỏe của người tuổi Tý tốt lên đôi phần. Bạn không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe nhưng cần cẩn trọng các bệnh liên quan đến vấn đề tuổi tác, gây suy nhược cơ thể hoặc bệnh thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Với người cao tuổi, cần thường xuyên theo dõi huyết áp và lượng đường huyết để phòng nguy cơ bị đột quỵ. Người trẻ tuổi cần chú ý đi lại cẩn thận, kỵ đường sông nước. Các gia chủ tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tình duyên gia đạo của các gia chủ tuổi Tý trong tháng này tốt, ít gặp chuyện sóng to gió lớn. Nam nữ độc thân tuy không quá vượng đào hoa nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu, từ đó có thể tìm được người ưng ý, đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân nhắc lâu dài. Gia đạo khá hài hòa, dù khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn, đôi khi khá nhạt nhòa, khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán chường, muốn tìm người khác để xốc bầu tâm sự. Tử vi của từng tuổi Tý trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Người tuổi Tý sinh năm 1996 đang bước vào giai đoạn quan trọng của sự nghiệp với nhiều khó khăn. Bản mệnh có thể phải chịu áp lực khá nặng nề, vì thế cần có sự cổ vũ, động viên của người thân cũng như sự tích cực, chủ động của chính bản thân mình. Đây là khoảng thời gian bạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, vì thế cần chủ động trò chuyện, tâm sự với cha mẹ hoặc những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc. Chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng, kẻo dễ gây stress. Bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. Hãy xác định nhiệm vụ chính của mình là gì để thực hiện cho đúng. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Tý sinh năm 1984 nhìn chung ổn định, bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý, có như vậy mới có phương hướng để phát triển nhanh chóng, gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần chủ động hơn nữa, dù là nam hay là nữ, khi có một số thiện cảm với ai thì nên giữ quan hệ, chớ ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình đào hoa vượng, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, tránh để bản thân vướng vào chuyện thị phi, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Người tuổi Tý sinh năm 1972 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần chú ý cách hành xử của mình, tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú ý trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý, hay đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi, trò chuyện với nửa kia nên đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm, rạn nứt. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Sự nghiệp của người tuổi Tý sinh năm 1960 tiến triển khá lý tưởng, bản mệnh có thể tìm được cơ hội để phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, dù có thành công cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự đẩy mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn không thực sự lý tưởng, các nguồn tài chính không gia tăng mà lại có nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống. Vì thế cần chú ý tiết kiệm, chớ nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Trong tháng này bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế cần hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện để phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có để chế độ sinh hoạt, rèn luyện hợp lý. Tổng quan tháng 10 âm lịch năm 2022, tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần. Tháng 10 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 10 năm 2022, tức ngày 25 tháng 10 đến 23 tháng 11 năm 2022 dương lịch. Tháng 10 Tân Hợi có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và mùi thành mộc cục, xung tị, hình Hợi, hại thân, phá Dần, tuyệt Ngọ. Đối với người tuổi Tý trong tháng 10 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 10 tức ngày 1 tháng 11 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 10 tức ngày 13 tháng 11 dương lịch có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bằng Thổ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tý trong tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 10 tức ngày 27 tháng 10 dương lịch có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 10 tức ngày 8 tháng 10 dương lịch có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 10 tức ngày 20 tháng 10 dương lịch có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Tý trong tháng 10 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 10 âm lịch này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.